Bà nội mẹ nó, cái lũ kiến. Tao đã làm cái clip thứ N để nói về cái chuyện kiến này rồi mà tại sao tụi bay lì quá vậy hả? Tụi bay không có một cái ý thức nào đó là lý do tại sao mà tụi bay chỉ là cái lũ kiến thôi, nghe chưa? Tao đã nói là tao sẽ xịt, tao sẽ giết chết hết tụi bay nếu mà tụi bay còn đụng tới đời sống của tao mà. Tại sao mà tụi bay lì quá vậy hả? Tụi bay coi lời nói của tao không ra cái quần què gì phải không? Tao chỉ có mới bỏ cái tô cơm xuống, tao xào quần có một tí xíu thôi, tao chỉ đi ra đi vô, đi ra đi vô có một xíu hà, rồi tao nghe nhạc, rồi tao nhảy múa, tao ca hát, tao đi vô đi ra, tao tắm rửa, tao kỳ chỗ này kỳ chỗ kia có một xíu hà. Tao đang đói muốn chết, bây giờ tao chỉ muốn cầm tô cơm lên và ăn như một cái con hạm, ăn như là thế giới ngày mai không còn tồn tại nữa thôi. Vì mà tao chỉ cần nhìn thấy tụi bay là tao không có muốn động đũa động chén gì nữa rồi. Tụi bay sống gì mà tụi bay sống được hả? Tại sao mà bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế giới, bao nhiêu ở dưới bếp quá trời đồ ăn luôn, tao trưng sẵn cho ăn không ăn, bò lên đến tận lầu 2, với sức mạnh nào mà tụi bay bế nhau lên được trên lầu 2 để mà bế lên được trên cái bàn cao như vậy nè, bế nhau lên để mà xâm nhập vô cái tô cơm của tao. Tao đi học quân sự nguyên một ngày là tao mệt mỏi lắm rồi. Tao chạy đường xá xa xôi mệt mỏi là tao đã kiệt quệ, vú tao sẽ tới quệt đất rồi mà tại sao tụi bay còn giày dò tao như vậy nữa hả? Tao có làm tình, làm tội gì tụi bay không mà tụi bay đối xử với tao như vậy? Mà bây giờ tao không có hả, không có thể nào mà lấy cái chai xịt kiến này mà tao xịt thẳng vô tô cơm của tao được. Tao phải làm sao hả? Tụi bay muốn tao như thế nào? Tại sao tụi bay giày dò tao hoài vậy? Tao mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ á, tao cho tụi bay một cái tối hậu thư. Tao cho tụi bay quay cái hành động tội ác của tụi bay lên trên YouTube này cho người ta biết. Cái lũ kiến là cái lũ cần được diệt. Diệt còn hơn là diệt. Tại sao nó không sáng tạo ra cái keo dính kiến? Nó sẽ dính tụi bay hết. Dính tụi bay hết cho tụi bay dính chùm lại với nhau để tụi bay không đi đâu được hết. Đi đâu cũng đi một chùm. Đi một chùm cho chết một chùm luôn. Để cho mày đừng có ảnh hưởng tới đời sống của tao nữa. Tao rất là thương người, tao rất là thương động vật, nhưng mà tao không có thương côn trùng nha. Cái lũ kiến tụi bay và cái lũ gián đó là mình tránh xa tao ra, đừng để tao phải nói nhiều nữa. Lần sau là tao đốt nguyên một tổ giống như là Hitler đốt tổ kiến vậy đó. Tao không có hiền đâu, mày đụng tới tao là mày biết rồi đó, mày biết con Trang này nè, con Trang này không có dừa đâu. Thôi, chắc mọi người cũng muốn coi mặt mình nè. Rồi, con Trang này không có dừa. Đối phó với ai thì tao không dám đối phó, chứ cái lũ kiến này tao dẹp một cái là xong hết, không có gì có thể làm khó được tao hết. Cho tụi bay biết là như vậy đó. Nghe chưa?